Mồ côi bạn xa lánh. Mình thắng rồi nha. Chơi ván khác đi. Được. Các cậu ơi, cho mình chơi với. Không được, bọn mình đang chơi dở. Cậu chờ nốt ván này đi. Đi mà, cho mình chơi với. Không được đâu, cậu chờ một tẹo nữa đi. Mão ơi, lúc nãy chạy ra đây, mình thấy mẹ cậu đang hất hải cầm roi đi tìm cậu khắp nơi đấy. Sao? Thật mà, mình thấy mẹ cậu vừa đi vừa tức tối nói: thằng Mão đâu rồi? Tao mà tìm được mày thì no đòn. Chết rồi, khéo mẹ mình biết sáng nay bài tập thầy giao về nhà, mình bị xơi ngỗng rồi. Ơ, thế không chơi nữa à? Thôi. Để mình chơi hộ thằng Mão nha. Tèo ơi, mày có thấy con trâu nhà tao chạy qua đây không? Chết rồi, tao mà làm mất trâu, mẹ tao đánh chết mất. Mày mãi chơi nên để trâu chạy mất đúng không? Tao buộc trâu trên bờ, vừa nhảy xuống sông tắm một lát, thế mà lúc lên đã không thấy đâu rồi. Hình như lúc nãy tao nhìn thấy thấp thoáng trâu nhà mày đi về hướng nhà ông Đông hay sao ấy. Mày đuổi theo nhanh lên, thế nào cũng tìm thấy. Thật à? Thế tao đi ngay đây. Sao vậy? Sao cháu lại cười? Ông xem, cái mặt thằng Mùi có đáng buồn cười không? Lúc nãy nó xuống tắm, cháu thấy em nó đã dắt trâu về rồi. Thế mà nó không biết, hớt hải đi tìm, mặt cắt không còn giọt máu. Hôm nay thì nó được phen tha hồ mà sợ nhé. Tèo, sao cháu lại đùa kiểu ấy? Ơ, cháu chỉ đùa cho vui thôi mà, có sao đâu ông. Những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại không hề nhỏ nhặt đâu. Cháu làm vậy là không được. Lần sau tuyệt đối không được đùa cợt như vậy nữa, nghe chưa? Chỉ mỗi một chuyện nhỏ nhặt như thế mà ông trách mắng cháu nặng lời vậy. Cháu thấy chuyện đâu có gì cơ chứ, có hại đến ai đâu ạ. Thôi được, cháu hãy theo ông ra vườn. Bây giờ cháu hãy thử nhổ cái cây này lên cho ông xem nào. Ơ, để làm gì ạ? Cháu cứ làm theo lời ông đi. Giờ cháu nhổ cho ông cái cây kia. Khá lắm. Giờ cháu hãy nhổ cho ông thêm cái cây kia nữa. Hả? Ông ơi, cái cây to thế, cháu sao có thể nhổ được ạ? 10 người khỏe mạnh đào mãi chắc gì đã lên. Ơ, sao ông lại cười ạ? Cháu thấy không, chuyện này cũng giống như những thói quen xấu của cháu. Nếu cháu nuôi dưỡng những thói quen ấy, lúc đầu chỉ như một cây cỏ rất nhỏ thôi, thì còn có thể loại bỏ đi được. Nhưng theo thời gian, nó sẽ lớn dần lên như cái cây to kia, và cháu sẽ chẳng thể nào lay chuyển được nó nữa. Nó sẽ thành bản chất xấu xa của cháu. Vì vậy, cháu hãy bỏ ngay những thói quen xấu ấy trước khi quá muộn. Cháu hiểu rồi ạ. Cháu xin lỗi ông, lần sau cháu sẽ không như thế nữa ạ. Dạy khỉ nói. Ngày xưa, ở đất nước Nhật Bản, có một ông vua vô cùng độc đoán và ngang ngược. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong hoàng cung, sáng thượng triều, chiều duyệt tấu sớ. Cuộc sống của ta thật nhàm chán, tẻ nhạt và vô vị. Các ngươi hãy nghĩ cách để làm cho ta vui hơn đi. Bẩm hoàng thượng, có một gánh hát rất hay ở kinh thành, để tỳ nữ cho gọi vào cung biểu diễn cho người xem ạ. Mấy cái trò mua vui đó ta xem cả nghìn lần, chán lắm rồi. Không có trò nào thú vị hơn sao? Dạ, thần đến thật đúng lúc. Bẩm hoàng thượng, đây là cống phẩm của vùng Tây Hạ. Ta đã miễn thuế cho dân vùng Tây Hạ một năm mà chỉ dâng lên cho ta một con vẹt nhỏ xíu thế này sao? Thật là lũ không biết cư xử.
Đây là chú vẹt thông minh đặc biệt nhất trên đời, có thể trò chuyện như một con người thưa hoàng thượng. Nó đã được dạy dỗ rất cẩn thận để có thể nói năng lưu loát. Được rồi, hãy biểu diễn cho ta xem nào. Nào vẹt ơi, hãy nói gì đi. Kính chào hoàng thượng, bậc cao quý chí tôn của thiên hạ. Hạ thần vẹt hân hạnh được gặp ngài. Hay lắm, còn gì nữa nào? Ơ chà, lần đầu tiên vẹt tôi được vào trong cung, quả thật là được mở mang tầm mắt đấy. Cái gì cũng thật lóng lánh. Giỏi lắm, nói nữa đi vẹt. Không được, hoàng thượng phải cho tôi ăn chút gì đã. Dù vậy tôi cũng là một con vẹt xuất thân cao quý, mà họ bắt tôi nhịn mấy giờ đồng hồ rồi. Con vẹt này thật là hài hước, lại còn có loại vẹt xuất thân cao quý nữa hả? Người hài lòng chứ ạ? À? Chú vẹt này sẽ giúp người giải khuây mỗi khi có chuyện mệt mỏi ạ. À? Nhưng mà suy cho cùng, vẹt biết nói là điều thường thấy rồi, kể cả có một con vẹt được dạy dỗ cẩn thận gì chăng nữa. Ý hoàng thượng là ta muốn một thứ đặc biệt hơn vậy. À phải rồi, ta muốn một con khỉ biết nói. Dạ, dạ thần chưa bao giờ thấy một con khỉ biết nói, mặc dù xưa nay khỉ cũng là động vật thông minh nhất. Ngươi chưa từng thấy không có nghĩa là nó không có. Nếu nó không biết thì phải dạy dỗ nó, huấn luyện nó bằng được mới thôi. Nếu ta sở hữu được một chú khỉ biết nói thì chẳng phải ta cũng là nhà vua đặc biệt duy nhất trên thế gian này sao? Dạ, người phân tích rất đúng ạ. Nhưng tìm đâu ra một người có thể dạy khỉ nói được ạ? Thần e là việc này rất khó. Ngươi nghe cho kỹ những lời ta nói đây. Loa loa loa, nhà vua ra lệnh tìm người huấn luyện khỉ. Ai dạy được khỉ nói chuyện lưu loát như người sẽ được trọng thưởng 1000 đồng tiền vàng. Nếu không người nào làm được, nhà vua sẽ tăng thuế mùa màng lên gấp đôi. Trời ơi, thật là một ông vua tàn bạo ngang ngược. Ông ta cố ý đưa ra một điều vô lý, mục đích chính là tăng thuế mùa màng. Phải đó, sống từ này tuổi đầu, tôi chưa từng nghe ai có thể dạy khỉ nói được bao giờ. Rốt cuộc lại thì chỉ có dân đen là khổ thôi. Thuế mùa màng đã rất cao rồi, mà nếu tăng tiếp thì chỉ có nước chết đối với nhau hết cả. Đã mười mấy ngày trôi qua mà chưa có ai vào cung nhận giải cho khỉ nói. Hoàng thượng mà biết thì nổi trận lôi đình, chúng ta làm sao có thể hứng nổi cơn thịnh nộ này chứ. Nhiệm vụ bất khả thi như vậy ai mà dám làm chứ. Nếu làm không được á, có thể bị chặt đầu. Này, ông có nhỏ nhỏ cái miệng lại không? Hoàng thượng mà nghe thấy á, thì tất cả chúng ta không yên thân đâu. Dạ bẩm, có một người xin gặp nhà vua. Ông ta có thể huấn luyện được khỉ ạ? Thật ư? Nhanh nhanh cho hắn vào đi. Ông lão có thể dạy được khỉ nói ư? Dạ bẩm hoàng thượng, nhà lão bốn đời đều làm nghề huấn luyện khỉ, nên lão sẵn sàng làm theo ý của hoàng thượng. Người đúng là nhìn xa trông rộng. Sở hữu một con khỉ biết nói hiếm có trên đời thì danh tiếng của người sẽ vang xa khắp nơi. Đúng đúng, ông lão thông minh đó. Ta chính là muốn điều như vậy. Có điều... có điều làm sao? Nghề dạy khỉ nói rất công phu, ít nhất phải 20 năm khỉ mới nói rõ ràng được như người. Ông nói cái gì? 20 năm nữa? Quả thật đúng là dạy một con khỉ nói không phải là đơn giản, nhưng khó đến đâu ta cũng phải thực hiện bằng được. Thời gian lâu như vậy ta cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần nhà ngươi có thể huấn luyện cho ta một con khỉ biết nói sỏi tiếng người, ta sẽ chờ. Vậy thần xin hoàng thượng nhận trước 500 lượng vàng để đi khắp nơi tìm một con khỉ thật thông minh về dạy. Ngươi có đảm bảo khỉ có thể nói được như người không? Bằng giá nào ta cũng có thể cho ngươi, nhưng phải có kết quả mới được. Dạ, thần xin lấy tính mệnh của mình ra đánh cược với hoàng thượng. Tính mệnh của ngươi có là xa gì? Ta muốn cược cái gì khác? Nếu mọi sự bất thành, ngươi phải trả giá bằng những thứ quý hơn cả sinh mạng mình. Bẩm hoàng thượng, ý ngài là nếu ngươi không dạy được khỉ nói, ta sẽ chém đầu cả nhà ngươi. Ngươi có đồng ý không? Điều này... Trời ơi, làm sao mà ông ấy dám nhận lời hoàng thượng chứ? Tính mạng của cả gia đình ông ấy đặt cược cả vào một con khỉ. Này, ông lão tốt nhất đừng có nhận việc này nữa, ngộ nhỡ mà.
dân. Thần đồng ý thưa hoàng thượng. Chỉ cần chờ thần một thời gian, sau 20 năm nữa, thần nhất định sẽ mang vào cung một con khỉ biết nói. Được. Có bản lĩnh. Người đâu, mang cho ông lão 500 đồng tiền vàng như ta đã hứa. Cảm tạ ân đức hoàng thượng. Thế là thoát tội, khỏi phải lo nghĩ ngày đêm bị giáng chức nữa. Từ giờ ăn ngon ngủ yên rồi các vị ạ. À? Đúng vậy, tôi phải về nhà mở tiệc ăn mừng mới được. Này anh bạn, hai chú khỉ này bao nhiêu tiền? 20 đồng tiền vàng, không kém thưa ông lão. Được rồi, để lại cho tôi đi. Nhưng ông mua khỉ về làm gì thế? Thường chỉ những gánh xiếc mới mua của tôi thôi. Tôi mua chúng về dạy để nói được như người. Nào, theo ta về nhà nào hai chú. Ôi trời ơi, tôi vừa nghe chuyện ông vào cung vua xin dạy khỉ nói. Sao ông lại có thể tham tiền mà nhận cái việc ngu ngốc đó hả? Cha làm thế rồi nhỡ đâu cả nhà ta bị chém đầu thì làm sao? Được rồi, bà với con nó cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã. Xưa nay ai dám cả gan gạt vua bao giờ? Ông có biết dạy khỉ đâu. Tôi nào có tham vàng bạc gì cho cam. Bà con thấy nếu không có ai nhận dạy khỉ thì nhà vua sẽ tăng thuế mùa màng của dân lên gấp đôi à. Nhưng ông nhận việc đó khác nào để cả nhà mình chịu chết. Thánh thần đã dạy rằng đời này là vô thường. Năm nay tôi đã hơn 70 tuổi, nhà vua cũng vậy. Chắc chi nhà vua có thể sống được 20 năm nữa. Mà nhà vua mất và tôi chết thì mọi chuyện đều được xí xóa. Thế thì sao mà chúng ta phải lo cơ chứ? Ồ, ông nói cũng phải. Tận 20 năm nữa cơ mà. Nhà vua đã bị lòng tham và sự hiếu thắng che mắt nên không nhận ra điều này. Tôi mua hai chú khỉ này về là để che mắt binh lính đến nghe ngóng tình hình thôi. Còn bà, mau đem số tiền này chia cho những người nghèo khổ. Hơn nữa không ai bị tăng thuế. Thế có phải là cứu giúp được bao nhiêu người không? Hóa ra mọi sự là như vậy. Cha con đúng là nhanh trí. Giờ thì tôi hiểu mọi chuyện ông làm rồi. Nhưng ông đúng là liều lĩnh thật đấy. Trị một ông vua ngang ngược, dởm đời thì chỉ có cách đánh vào sự ngu dốt và hổm hỉnh của ông ta mà thôi. Lời tiên tri của ông lão đã thành sự thật. Chỉ mấy năm sau, nhà vua qua đời. Câu chuyện dạy khỉ nói đã được xí xóa. Cả triều thần đều không ai dám nhắc đến chuyện hoang đường ấy thêm một lần nào nữa. Con hổ tình nghĩa. Ngày xưa ngày xưa, ở ngôi làng nọ có một bác tiều phu, ngày ngày vào rừng kiếm củi để đổi gạo nuôi thân. Dạ, hôm nay đúng là một ngày may mắn, kiếm được nhiều củi tốt thế này, bán chắc được giá lắm đây. Uống xong ngụm nước mà tỉnh cả người. Ngồi đây nghỉ một lát rồi về sau vậy. Ngày nào cũng kiếm được thế này thì tốt biết mấy. Khỏi phải lo chạy ăn từng bữa. Tiếng gì thế nhỉ? Nghe vang cả núi rừng. Hình như tiếng phát ra từ dưới thung lũng kia thì phải. Sao cây cối ở dưới đó lại lay động không ngừng thế nhỉ? Trời đang lặng gió mà. Hay là có cái gì bên dưới? Chắc chắn là có cái gì đang ở dưới vòng cây đó rồi. Phải xuống đó xem thử mới được. Trời ơi, hổ,
Hổ, chạy thôi. Khoan đã, con hổ này hình như nó đang có chuyện hay sao ấy. Trông nó không được bình thường cho lắm. Cứ giật giả nhảy lên nhảy xuống liên hồi thế kia. Nó còn cho ta vào trong mồm như kiểu là đang móc họng vậy. Thôi đúng rồi, chắc là nó bị hóc xương rồi. Nhìn nó giật giả đau đớn thế kia mà. Chắc là khúc xương phải to lắm, nó mới khó chịu như thế. Phải giúp nó mới được. Không được, nó đang đau đớn như vậy, lỡ mình lại gần, nó lên cơn điên, lại giả chết mình thì sao? Thôi kệ nó vậy. Mình lại gần nó, thế khác gì lao đầu vào chỗ chết đâu. Không thể mạo hiểm được. Nhưng mà nếu bỏ mặc nó thế này thì tội nghiệp nó quá. Nó vất vả nãy giờ, có lấy được xương ra đâu. Để lâu không chừng tắt thở rồi chết thì khổ. Hay là mình trèo tạm lên một cái cây nào gần đó, dò hỏi ý nó xem thế nào. Nếu nó chịu thì mình xuống giúp nó, còn không thì cố thủ trên cây này, nó cũng không hại được mình. Này hổ, cổ họng ngươi có đau không? Ngươi bị mắc xương đúng không? Ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần ngươi không cắn ta là được. Nếu ngươi đồng ý thì ngoan ngoãn nằm xuống đất rồi há miệng ra, ta sẽ thò tay vào trong lấy khúc xương đó ra. Ngươi đồng ý rồi hả? Được rồi, ta sẽ xuống ngay. Chịu khó thêm một chút nha. Đây rồi, cả một khúc xương to bằng cánh tay thế này, hèn gì ngươi thấy khó chịu là phải. Giờ thì tốt rồi, ngươi đã thấy dễ chịu hơn chưa? Ngoan nào, không sao rồi. Ngươi đang muốn cảm ơn ta đúng không? Giỏi lắm. Lần sau nhớ cẩn thận nha, kéo lại hóc xương nữa thì khổ. Con hổ này, xem ra nó cũng biết điều đấy. Nó liếm mặt mình như thế, chắc là cảm kích mình lắm. Hình như mình vừa nghe thấy tiếng gì đó, như tiếng hổ gầm vậy. Lẽ nào là con hổ hôm trước mà mình đã giúp nó lấy khúc xương ra? Sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Hay là nó mò về tận đây để tìm mình? Nhưng làm sao nó biết nhà mình ở đây chứ? Không biết có chuyện gì nữa, thử ra ngoài xem sao. Ồ, là một con nai. Đêm hôm sao tự nhiên lại có một con nai trước cửa thế này? Ai đã đặt nó ở đây vậy? Hay là của thợ săn nào đánh rơi? Không phải, làm gì có ai đi săn giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Mà rõ ràng mình vừa nghe tiếng hổ gầm mà. Không phải con hổ đó đến đây sao? Sao giờ lại có một con nai ở đây? Ôi, đúng là con hổ ấy rồi. Lẽ nào chính nó đã mang chú nai này đến cho mình? Nó muốn cảm ơn mình vì lần trước đã cứu mạng nó sao? Tốt quá rồi, có con nai này mình sẽ không phải lo kiếm ăn trong cả tuần nữa. Cảm ơn mày nha, hổ. 10 năm sau. 10 năm sau, bác Tiều Phu lâm bệnh nặng rồi qua đời. Vì bác không có con cái nên hàng xóm xung quanh đã làm đám tang cho bác. Lúc đắp mộ bác xong, đột nhiên có một con hổ tráng trắng nhảy tới. Mọi người ai nấy đều sợ hãi bỏ chạy, nhưng con hổ lại không tấn công ai cả. Nó lặng lẽ đến bên mộ bác Tiều Phu, duỗi đầu vào bia đá tỏ lòng thương tiếc. Từ đó về sau, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ bác Tiều Phu là dân làng lại thấy hổ đến trước mộ bác vái lại. Ai cũng khen nó là con hổ tình nghĩa. Sự tích con rùa. Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một chàng trai tí hon tên là Bago.
Mặc dù đã 20 tuổi, nhưng anh chỉ cao gần 1 mét. Chính vì điều này mà Bago thường bị nhiều người trong làng bắt nạt, và họ lấy anh ra làm trò vui để tiêu khiển. Cố lên Bago, cố lên. Kéo được mẻ cá này là mình sẽ có thức ăn cho cả tuần luôn. Xem kìa, người tí hon mà cũng biết đánh cá cơ đó. Có khi nào con cá còn to hơn cá anh ta đấy. Người tí hon thật là mất mặt loài người chúng mình mà. Mấy đứa trẻ con kia là con cái nhà của ai? Thật là hỗn xược. Có biết anh Bago lớn tuổi hơn các con hay không? Nếu các con vẫn giữ thái độ đó, ta sẽ mách với bố mẹ của các con đấy. Thôi con đừng có buồn nữa Bago. Đám trẻ con ấy hay hiếu kỳ, thích chơi bời, suốt ngày lêu lỏng nên mới hư đốn như vậy thôi. Con cảm ơn bà đã nói đỡ cho con. Chẳng cớ gì đám trẻ con chỉ vừa mới hôm trước thôi đã có mấy người ở làng bên lợi dụng đêm tối mà đốt hết ba bó củi của con, vất vả lắm mới phát từ trên rừng xuống được. Hay là con về sống cùng với ta đi. Ta sống có một mình hà, chẳng có con cái cũng buồn lắm. Từ rầy về sau, bà cháu nương tựa lẫn nhau. Ta có rau ăn rau, có cháo thì ăn cháo. Vậy con xin đi theo bà. Mặc dù vóc dáng của con nhỏ bé thế này thôi, nhưng con cũng khỏe mạnh lắm ạ. Một thời gian sau, bà ơi, con đã sắc xong thuốc rồi đây. Bà cố dậy uống cho chóng khỏe nha bà. Bà Gô à, con hãy đến gần đây và nghe ta dặn. Có lẽ số mệnh ta chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Sau này ta không còn bên cạnh con được nữa. Con nhớ rằng hãy luôn là một chàng trai thật mạnh mẽ và nhân hậu nha. Kìa, sao bà nói vậy chứ? Bà chỉ cần uống hết thang thuốc con mua là khỏi liền à? Ta biết sức khỏe của mình mà. Còn một việc nữa ta muốn nói cho con biết. Thực chất con có một người anh trai tên là Toro. Khi con mới được sinh ra, Toro phải lên rừng đốn củi thay cho cha của con. Và từ đó Toro biệt tích, không quay về nữa. Bà ơi, bà ơi. Thật kỳ lạ, sao mình luôn có linh cảm anh Toro vẫn còn sống. Nếu còn sống, vì sao suốt mấy chục năm nay anh ấy không trở về để tìm cha mẹ? Nhất định mình phải tìm ra anh ấy. Ôi, chú chim xinh đẹp, sao ngươi lại bị mắc chân vào đây? Để ta giúp ngươi thoát ra ngoài nha. Chịu khó đau một chút rồi ngươi sẽ được tự do. Nàng là ai? Ta là tiên nữ, con gái út của Ngọc Hoàng. Ta đã dõi theo chàng trong thời gian dài. Ta biết tất cả những khó khăn mà chàng đã trải qua trong cuộc sống này. Bởi vì trái tim nhân hậu của chàng, nên ta sẽ đưa chàng một vật. Viên kim cương này sẽ đủ để chàng bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu chàng sử dụng nó để làm ăn, chắc chắn sẽ thành công lớn đó. Theo lời nàng tiên, Bago đã dùng viên kim cương bán lấy tiền và thực hiện công việc kinh doanh rất thành công. Chẳng mấy chốc, chàng trai tí hon mồ côi đã trở nên giàu có và nổi tiếng nhất vùng. Ôi chao, hôm nay thật đẹp, mình phải ra phố dạo chơi mới được.
ai đang lấp ló ngoài kia thế? Cậu Ba Gô, tôi là Lima, nhà ở cuối làng. Vụ mùa năm ngoái tôi có đổi cho cậu 10 cân thóc, cậu có nhớ không? Năm nay lũ triền miên, nhà tôi không cấy hái được gì. Nể tình, cậu cho tôi xin một chút lương thực đi. Tôi nhớ ra rồi. Năm ngoái tôi đổi cho ông 3 sâu cá, 3 bó củi, vậy mà ông chỉ cho tôi có 5 cân thóc mốc, đến heo cũng không ăn được. Vậy mà bây giờ ông còn đến đòi tôi nể tình cho ông lương thực. Thôi ông đi đi, nhà tôi không có gì để cho ông đâu. Bà Gô, tôi xin cậu, Bà Gô, xem như cậu bố thí cho gã nông dân nghèo này cũng được. Trước đây các người xua đuổi, khinh thường tôi như thế nào, thì bây giờ tôi cũng sẽ đối xử lại như vậy. Tôi sẽ không bao giờ chịu ngược đãi nữa đâu. Bà Gô, ai đấy? Nửa đêm nửa hôm còn làm cái gì thế? Mưa to quá, nhà tôi bị ngập hết cả rồi. Ở đây chỉ có nhà cậu xây ở trên cao, không bị ảnh hưởng gì. Cậu có thể cho tôi trú nhờ một đêm được không? Ừ, trời ơi, thật là phiền phức. Bà nhìn lại bà xem, người thì lấm lem ướt sũng, cho bà vào để ướt bẩn hết nhà tôi sao? Thôi bà đi ngay đi. Trời ơi, lại là bà nữa sao? Tôi đã nói... bà Gô đấy có phải không? Ôi, em trai của tôi, anh là Taro, anh trai của em đây mà. Em cho anh vào nhà đi, trời mưa to quá, anh vất vả lắm mới tìm được tới đây. Anh Taro, sao người ta nói anh đã chết? Ai chỉ cho anh đến ngôi nhà này? 20 năm trước anh bị lạc trong rừng, may sao có một bà lão nhận nuôi. Khi đó anh còn nhỏ quá, không thể tìm được đường về nhà. Những năm sau này anh có ra thành phố làm ăn nhưng không thành. Rồi anh đi tìm em, thật may mắn khi đến đầu làng có người chỉ anh vào đây. Bao năm không về, nay lại xuất hiện, nghe tin mình giàu có lại quay về là sao? Nhìn anh ta nhếch nhác bẩn thỉu thế này, chắc mình phải nuôi báo cô mất. Tốt nhất tìm cách đuổi ra khỏi nhà cho xong. Toro, em nghĩ rằng anh nên quay về nhà cũ của anh đi. Chúng ta không thể sống cùng với nhau được. Trông em có vẻ giàu có vậy, nhưng cũng không thể nào nuôi anh nổi đâu. Hơn nữa, em không quen sống cùng người khác. Kìa bà cô, ngoài trời đang mưa rất to, em cũng thể cho anh nghỉ lại một đêm hay sao? Anh không còn nơi nào để đi nữa. Để đến đây tìm được em, anh đã bán hết những gì mình đang có rồi. Tôi biết ngay là anh có ý đồ rồi mà. Thôi anh đi đi, em biết anh vẫn còn sống và chúng ta gặp nhau thế này là tốt lắm rồi. Thôi muộn rồi, em cần phải nghỉ ngơi nữa. Bà Gô, bà Gô ơi. Bà Gô, em hãy cho anh và mọi người trú nhờ trong này đi. Mưa bão lớn quá, cả làng đã chìm trong lũ mất rồi. Chúng tôi sắp chết đuối rồi, hãy giúp chúng tôi đi. Đây là mạng người đó bà Gô à. Tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ một mình để có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Ngôi nhà này là của tôi. Có phải mọi người đã quên hết tất cả những gì đã làm với tôi trước đây rồi không? Khi trở nên giàu có rồi, ta không ngờ ngươi lại trở thành một kẻ xấu xa và ích kỷ như vậy đấy Ba Gô à. Có phải đồng tiền đã làm ngươi mờ mắt rồi không? Nếu ngươi muốn, ngôi nhà này sẽ đi theo và gắn trên người ngươi suốt đời. Ôi trời ơi, mọi người nhìn xem, chỗ túp liệu cũ của Ba Gô xuất hiện một sinh vật thật kỳ lạ. Chúng ta cùng xuống xem thôi. Ôi trời ơi, một con vật thật kỳ lạ. Trên mình nó có một cây mai chắc chắn như một mái nhà, nhưng nó thì lại nhút nhát và chậm chạp. Con vật này nhỏ bé, lúc nào cũng ru rú trong chiếc mai, y như là tên Ba Gô vậy.
Kể từ đó, người ta gọi loài vật nhút nhát, chậm chạp ấy là con rùa. Rùa luôn mang trên mình một chiếc mai nặng nhọc, hễ cứ gặp người là nhút nhát rụt mình lại như đang xấu hổ một điều gì đó. Rắn độc và chim ưng. Mẹ ơi, con nữa, cho con nữa ạ. Nghe cái tiếng líu lo bực hết cả mình. Mẹ con nhà chim ưng quấn nhau, nhìn mà thấy ghét. Bầy con của nó đã nở được mấy hôm rồi mà vẫn còn mùi tích trữ cho con sao? Các con của mẹ ăn no rồi thì ngủ đi nhé. Những ngày qua, trong khi chờ các con nở, mẹ đã tranh thủ tích trữ đủ đồ ăn, đủ cho mẹ con chúng ta trong một thời gian dài rồi. Bây giờ mẹ chỉ mong các con lớn nhanh, sớm đủ lông đủ cánh rồi đi tìm mồi với mẹ mà thôi. Mẹ yêu tất cả các con. Dạ vâng ạ, chúng con đã hiểu rồi. Chúng con cũng yêu mẹ. Con yêu mẹ. Con yêu mẹ nhất trên đời. Gớm thật, nom nhà ấy hạnh phúc chưa kìa. Mụ chim ưng này cũng đáo để đấy nhỉ. Không biết lần này mụ ta ấp kiểu gì mà cả ổ trấn nở hết, chẳng hỏng một đứa nào. Mình thì 5 lần 7 lượt trứng đều không thể nở. Còn mình thì quanh năm cô quạnh. Trong khi ta đang phải sống cô quạnh một mình từ ngày này sang ngày khác như bây giờ, thì các ngươi đừng có mà thể hiện sự vui vẻ quấn quýt trước mặt ta như thế nha. Thật chẳng ưa nổi. Lạ thật, mụ rắn độc kia chuyển tới gần đây từ khi nào thế nhỉ? Mình vẫn ở nhà suốt mà chẳng thấy. Mụ ta nổi tiếng là kẻ nanh độc, nham hiểm, đã từng ăn rất nhiều họ hàng nhà chim. Mình và các con phải cẩn thận với loài rắn độc ranh ma này mới được. Các con của mẹ giỏi lắm. Hôm nay con đã đi nhanh và vững hơn mọi ngày rồi. Thế này thì chẳng mấy mà xương sẽ đủ cứng để bay lên được. Được bay lên bầu trời là một điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho chúng ta. Rất tùy các con ạ. Vâng ạ, con mong mau đến ngày đó quá mẹ ơi. Con háo hức quá đi thôi. Chúng con sẽ chăm chỉ tập luyện. Mẹ cố dạy cho chúng con nhé. Sẽ có ngày con bay thật cao cho mẹ xem. Mẹ chờ chúng con nhé ạ. Các con của mẹ thật ngoan. Lại đây với mẹ nào. Các con à, chúng ta về nhà thôi. Ở đây thật sự không an toàn. Dù ở bất cứ nơi đâu, loài chim của chúng ta đều cần phải đề cao cảnh giác, giữ tính mạng của bản thân là trên hết. Các con nhé. Dạ vâng ạ, chúng con sẽ nhớ lời mẹ dặn ạ. Suốt đêm mưa xối xả, chắc chắn là hang của mụ rắn đã bị ngập. Mụ ấy có lẽ đã phải tạm di chuyển đi nơi khác rồi. Khôn lanh như mụ ấy, chắc là sẽ không chịu ở trong cái hang chật hẹp, toàn nước ngập và sình bùng bẩn thỉu đâu. Mùi dự trữ đã hết, lúc này mình phải tranh thủ đi tìm thức ăn thôi. Nếu không thì cả mấy mẹ con đều sẽ chết đói mất. Là mình lo lắng quá thôi. Không có gì nguy hiểm cả. Mình không nên để thần hồn ác thần tính như thế. Cái quan trọng bây giờ là các con được ăn no trước đã. Chỉ cần mình bay đi rồi trở về nhanh nhanh là được. Con sợ quá mẹ ơi.
mẹ của các ngươi đã đi xa rồi. Thật chẳng bỏ công, ta đã phải cực nhọc rình mò cả tuần nay. Cuối cùng thì cũng có lúc mẹ của mấy đứa bay rời đi. Mấy đứa sẽ là bữa điểm tâm ngon nghĩa của ta. Ui! À, xin hãy tha cho tôi. Ôi không, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Các con, bầy chim non của tôi, các con đi đâu hết rồi? Kẻ nào đã bắt con của ta đi đâu rồi? Chắc chắn là mụ ta rồi. Thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Rắn độc, mau ra đây cho ta. Có chuyện gì mà ngươi in ỏi trước cửa nhà của ta thế hả? Ngươi đừng vờ vịt nữa. Ta sớm đã đề phòng ngươi từ lâu rồi. Vậy mà ngươi nhân lúc ta đi vắng đã tranh thủ ăn thịt cả đàn con của ta. Ngươi dựa vào đâu mà vu vạ cho ta thế hả? Mụ chim ưng chua ngoa này, ngươi bỏ mặc đàn con mà đi, rồi lại đổ cho ta hãm hại con mình ư? Dựa vào đâu á? Chắc chắn là sau khi no nê, sợ ta bay về chứng kiến, ngươi đã mệt mỏi mà kéo lê cái thân dài to lớn dị hợm về đây. Dấu vết còn in hằn trên đất, và những vệt máu còn nguyên trên vệt cỏ kia kìa. Các con tôi, khổ thân các con của mẹ. Vì một lúc chủ quan mà mẹ đã để các con trở thành mồi cho rắn độc. Nếu như ngươi đã biết rồi thì ta cũng chẳng buồn giấu giếm nữa, làm gì cho mệt. Ta nói để nhà ngươi hay, ta ghét phải nhìn cảnh gia đình ngươi ríu rít bên nhau. Thôi thì cứ ngẫm mà xem, ta cũng chỉ đang giúp đỡ ngươi thôi. Chim ưng à, ngươi cứ tất bật bận rộn con cái mà làm gì? Cứ như ta đây này, quanh năm một mình lại chẳng hơn à? Thứ máu lạnh như ngươi, biết cái gì đến tình mẫu tử mà hiểu được? Hôm nay ngươi dám nuốt chửng các con của ta vào bụng, thì ngươi phải trả giá cho hành động của mình, loài rắn độc ác. Thù này ta nhất định sẽ trả. Ta sẽ để ngươi chết không toàn thây. Mụ chim ưng kể ra cũng ghê gớm thật. Chim chóc gì mà dai như đĩa ấy, cứ dõi theo mình từng bước, phải khó khăn lắm mình mới lẻn đi được. Ở vùng này ta là kẻ mạnh nhất. Ta vừa nhanh nhạy, tinh ranh, vừa có sức khỏe, lại còn có nọc độc. Hà cớ gì mà ta phải sợ mụ chim ưng cơ chứ? Mụ ta có giỏi thì xông ra đây đấu tay đôi với ta. Ui da, kẻ nào là kẻ nào chọc mù mắt ta rồi? Chim ưng ư, thiệt ra là ngươi. Hóa ra ngươi vẫn luôn đi theo dõi ta mà ta không hề hay biết. Được, giỏi, nhà ngươi giỏi lắm. Ta học tính rình rập và ra tay nham hiểm từ ngươi đấy. Những kẻ thâm độc và ích kỷ như ngươi không đáng sống trên đời này. Mụ rắn gớm ghiếc. Ôi! Ngươi quên rằng ta còn thói chơi lén nữa sao? Ta sẽ cho ngươi nhanh chóng được gặp các con của mình. Ngươi có giỏi thì bay đi đi. Đã thế, ta sẽ dùng hết sức để quấn chặt hơn, xem ngươi thoát khỏi kiểu gì. Còn cắn được vào bụng nó nhỉ? Đập cánh một hồi lại còn bị giữ một chân, mình thấy mỏi và kiệt sức quá. Gì thế này? Một con rắn định ăn thịt chim ưng sao? À! Ôi!
đau lắm phải không? Suýt chết nha. Mày là chim ưng, khỏe thế mà cũng có lúc để bị bắt hụt như vậy à? Hôm nay ta bị thương nặng, chứ nếu phải ngày thường là gã chết với cú mổ của ta rồi đó. Hãy đợi đi. Chờ mãi mới có cơ hội quý báu này. Nếu hôm nay ông có chết cũng là vì ông nhúng tay vào việc người khác, ông nông dân ạ. Nếu hôm đó ông không ra tay, ta đã có thể cắn chết mụ chim ưng hống hách kia, trừ hại về sau. Giờ thì ông hãy lãnh hậu quả thay mụ ấy đi. Ta đã phun nọc độc vào cơm và nước của ông ta rồi, bây giờ chỉ cần nấp vào một chỗ, rồi lát nữa tận mắt chứng kiến gã lăn lộn quằn quại, tím tái khó thở, rồi chết vì trúng phải kịch độc của ta thôi. Kìa mụ rắn, mụ định đi đâu hả? Chim ưng ư? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi lần trước ta may mắn được bác nông dân cứu giúp, ơn cứu mạng này ta mãi mãi không quên. Ta biết ngay con mụ nanh độc thù dai như ngươi sẽ tìm cách hãm hại bác ấy mà. Ta nhất định phải bảo vệ ân nhân của ta. Được thôi, thế thì hôm nay ta với ngươi lại một đấu một nào. Cả ngươi và gã nông dân kia mà cũng chết trong một ngày thì niềm vui của ta sẽ nhân đôi lên đấy. Này, đừng có bỏ chạy. Người nhát gan đến thế sao hả? Trời ạ, chuyện gì đây? Lại là chim ưng và con rắn độc to lớn hôm trước ư? Con rắn đáng ghét này, con đến đầu độc cả vào nước uống đồ ăn của ta sao? Dù ngươi có nanh độc, gớm ghiếc, có dùng sức mạnh hay thủ đoạn ghê gớm thế nào để hãm hại người khác, thì vẫn sẽ có ngày phải nhận lại những hậu quả đích đáng mà thôi. Chim ưng à, cảm ơn người nha. Các con à, vậy là cuối cùng mẹ đã báo thù được cho bầy con của mình, trả nghĩa được cho bác nông dân rồi. Trên đời này gieo gì ắt sẽ gặt nấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.